Chào các bác nhé. Hôm nay bên shop dụng cụ lâm nghiệp mới may xong túi bao bưởi. Và để gửi tới các bác trên mọi miền Tổ quốc thì bên shop em chuyên cung cấp tất cả các loại bao trái cây. Từ bao vải, bao xốp hay các bác muốn bao túi dệt đều có hết nhé. Thì hôm nay đây là em chỉ chi tiết về cái mẫu túi đẹp nhất là cái túi 35 3530, một cái dòng túi dành cho các bác đi bọc bưởi. Cái túi này thì với các bác mà bọc bưởi diễn nhá, bưởi da xanh, những trái bưởi to thì các bác sẽ sử dụng cái dòng túi này. Thì đây là cái mẫu túi đẹp nhất này. Đây các bác nhìn đây, dây rút nhá, dây rút dù. Và túi thì có đường may rất chi là chắc chắn này. Đấy. Và cái mẫu túi này cũng đang là một cái mẫu túi đẹp và chất lượng nhất nhá. Đây. Các bác nhìn cái túi đây là túi 3530. 3530 túi bọc bưởi. Chuẩn nha các bác nhé. Đấy, và để gửi tới các bác trên cả nước, các bác cần cái dòng túi bao bưởi nào. Ví dụ như bên em có cả loại túi mẫu nhỏ hơn nhá. Mẫu nhỏ hơn hoặc túi bao giấy. Túi bao giấy thì vừa rồi có 2-3 bác đặt em đây. Hôm nay bao giấy đã về rồi. Đấy, các bác mà vừa hỏi em thì liên hệ lại nhá. Bao giấy thì nó sẽ như thế này. Bao giấy hàng rất là đẹp, bao màu vàng. Có bác thì thích bao vải, có thể bác thì thích bao giấy. Thì bên em có đủ loại để gửi tới các bác. Đấy, túi vừa may xong thì số lượng rất là lớn nhá. Thì em chỉ quay một góc như này để các bác nhà mình được tham khảo thôi. Đấy, các bác mà trên mọi miền Tổ quốc, các bác cần túi bọc bưởi, túi bọc mít, túi bọc la, túi bọc ổi, túi sầu riêng, túi cam, tất cả các kích cỡ nhá. Nếu mà các bác mà đang tham khảo thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em. Bởi bên em sẽ là giá xưởng, giá tốt nhất để gửi tới toàn thể các bác. Tất cả các mẫu thì với những cái mẫu túi này thì đây là dòng cao cấp, túi may, dây dù, rẻ đắt đều có hết để các bác nhà mình tham khảo nhé. Và bên shop dụng cụ lâm nghiệp bên em có ví dụ như đây là túi bọc ổi này, túi bọc ổi ở phía đằng sau này. Một chút để chi tiết về túi bọc ổi để các bác xem. Thì một cái túi 30-35 này. Đây là túi 30-35. Túi 30-35 nhá. Đây. Túi 30-35 này. Em đã bỏ một chiếc ra để cho các bác cùng xem cái túi này. Chất liệu nó sẽ là cái vải mếch may túi quần, túi áo. Này, nó sẽ y như này nhá. Rất chi là bền, bảo đảm là các bác sẽ sử dụng được vài năm. Đấy. Túi rất chi là đẹp, dài. Trên bao bì túi này đã ghi rõ cái kích cỡ của cái túi này rồi. Đấy. Số lượng rất chi là nhiều nhá. Đấy, các bác quan tâm thì alo trực tiếp luôn tới bên cơ sở em qua đầu số điện thoại là 0869 054295. Đó là số điện thoại chính của bên em có Zalo. Các bác có thể vào kết bạn để theo dõi những cái sản phẩm khác nhau của bên shop. Vâng, một cái video ngắn thì em cũng xin kết thúc ở đây. Các bác mà quan tâm tới tất cả những cái mẫu khác nhau về các loại túi, các loại bầu, ươm cây thì đừng quên ấn like, chuông và đăng ký nhé. Để mỗi lần em làm về một cái mẫu, các bác sẽ nhận được những cái thông báo của bên shop em. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ạ.